Hôm nay mình sẽ làm một thợ cắt tóc. Đấy, hôm nay mình sẽ cắt tóc cho em Lộc mình một quả tóc mang thương hiệu của Lộc Cute luôn. Các bạn biết mình cắt cho em Lộc quả tóc gì không? Hãy đón xem đến hết video nha. Chị không? Em không tin. Thôi, nào thế bây giờ chị sẽ cắt cho em nhé. Chị đừng cắt xấu, chị cắt đẹp vào. Ừ, chị biết rồi, chị sẽ cắt đẹp cho. Thật không chị? Thật. Em phải nhét ra thôi. Đây, để chị bế em lên. Nào, bây giờ em phải ngồi im để chị cắt cho em một quả đậu úp bát nha. Cái bát này thì nhỏ quá, không được. Thôi, không cần úp bát nữa, cắt luôn. Nào, em ngoan ngồi yên, để chị cắt cho em một quả tóc thật đẹp để đi chơi Tết nhá. Quả tóc này là quả tóc mang thương hiệu của em đấy. Nào, chải tóc cho đẹp trai đã nào. Để giữ lấy cái áo cho tóc nó đỡ phải rơi vào người đấy em ạ. Bây giờ chị sẽ cắt này. Em ngồi im nhá. Ngồi im này. Chị bật tăng đơ. Chuẩn bị này. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi. Đừng cười, đừng cười. Em đừng cười nhá. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình dùng tăng đơ để cắt tóc, với lại cắt tóc cho em mình nữa đấy các bạn ạ. Cho nên mình cũng hơi run, nhưng mà mình sẽ phải cố gắng cắt thật đẹp. Các bạn hãy cổ vũ cho mình bằng cách nhấn like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ video này nhá. Nào em ngồi im nào. Cúi người xuống, cúi đầu xuống. Thế. Đây này các bạn ơi, các bạn lưu ý đến chỗ này phải cụp tai em mình xuống để cắt chỗ phần trên nhé. Sắp thấy kết quả rồi đấy các bạn ạ. Em mình chắc là đang rất là hồi hộp đây. Em có thấy hồi hộp không? Có. Tất nhiên rồi. Rất là đẹp trai. Đó. Về đằng sau rồi các bạn ạ. Lộc ơi. Ô, Lộc ơi. Đợi mình cắt tóc nãy giờ em Lộc ngủ gật luôn. Em có háo hức được xem thành quả không? Có. Nào, thế để bây giờ chị vào chị tắm rửa cho em xong rồi chị cho em soi gương nhá. Đi nào. Đi. Nào, cúi đầu vào đây.
Thế, đúng rồi. Cô thích con một tí. Nào, em của chị giỏi lắm. Nào. Chị lau đầu lau tóc cho nhé. Nào, để chị chải tóc đẹp cho em nhé. Ôi, nó chở chứ. Chị cắt tóc đẹp rồi, để chị chải cho nó đẹp nhá. Vâng. Ừ. Đấy. Các bạn ơi, vậy là mình đã cắt tóc cho em mình xong rồi, gội đầu rồi và chải tóc rồi. Mình đã thưởng cho em mình một cái kẹo, coi như là cổ vũ tinh thần các bạn ạ. Đấy. Em xoáy được lên. Rồi, thế bây giờ chị sẽ đưa em vào mặc quần áo đẹp để đi chơi nhá. Thôi, video của mình đến đây là hết rồi. Thôi, video của mình đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn. Mình đi cho các bạn. Các bạn thấy em mình vui tính chưa?